Chào tất cả các bạn, tôi là Thông đến từ Tradecoin Asia đây Ngày hôm nay tôi sẽ giúp các bạn lần theo những cái cách đầu tư của những quỹ đầu tư lớn Đây là những cái cá mập gọi là Way, gọi là shark trên thị trường Và cách để tôi học hỏi họ để đầu tư và cái danh mục của tôi giống họ như thế nào nhé à, Nhưng mà trước tiên thì để mà ủng hộ tôi cũng như là team Thì anh chị hãy subscribe cái kênh Youtube Tradecoin Asia này đây là một trong những cái kênh mà để cập nhật những thông tin của trên thị trường ở dạng video các anh chị nhé. Và ở đây là cái kênh để chúng tôi live stream chia sẻ cộng đồng hàng tuần, hàng ngày. Rồi đây là một kênh về truyền thông. Thứ hai là anh chị hãy à, chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ vào cái group có tên là Tradecoin Asia. Ở trên này thì chúng tôi tổng hợp lại những cái bài viết. Để à, đây là tổng hợp lại những cái bài viết, những cái nhịp sống, nhịp thay đổi trên thị trường, cập nhật uh, rất là nhiều hình ảnh hay, hình ảnh đẹp cũng như là những cái thông tin của uh, tất cả những cái dự án mà anh chị quan tâm. Đó, ví dụ như anh chị muốn vào website, YouTube, Twitter, Telegram hay là Rup thì đều được anh chị nhé. Và khi anh chị click vào đây thì uh, nó sẽ ra một cái link gọi là Tradecoin Asia. Anh chị có thể vào cái link đó để anh chị có thể là đọc những thông tin của thị trường, cái link mà À, Tradecoin Asia là đây là cái nơi để anh chị có thể cập nhật những thông tin à, Và những bài viết, những video, những nhịp sống của thị trường và cập nhật rất là nhanh Anh chị lên đây có thể tìm cho mình à, rất là nhiều những cái bài viết, những cái gì ạ à, Những cái bài viết cũng như là những cái thông tin ở trên thị trường các anh chị nhé Rồi, đây là cái à, website để cập nhật tất cả những cái thông tin tin tức của thị trường Anh chị có thể là, là lên đây để cập nhật ha Rồi anh chị có thể lên đây uh, cập nhật rất tất cả các hệ này, những cái chủ đề chuyên sâu này, à, anh chị thấy không ạ? Đó, rồi kiến thức của các anh chị, rồi kiếm tiền thì trên này có uh, giúp các anh chị cập nhật hết. Đó, những cái thông tin à uh, về thị trường và rất nhiều những thông tin do team và sưu tầm cũng như là cập nhật ở trên thị trường chuyển động của tại Việt Nam cũng như là khắp nơi ở trên thế giới các anh chị nha những bài viết ở uh, tiếng Việt và tiếng Anh những cái video nói bằng tiếng Việt tiếng Anh rất là đầy đủ ở trên này được chúng tôi thống kê và tổng hợp ra hết đó, đó là cái kênh uh, truyền thông của uh, Truexcoin Asia là gồm website, YouTube, uh, Twitter, Telegram và Facebook group đây là đầy đủ những kênh truyền thông của Truexcoin Asia rồi các anh chị nha. Đó. đó rồi thế thì à, chúng ta sẽ bắt đầu thôi ngày hôm nay tôi sẽ giúp các anh chị đó là à, lần theo quỹ mà chúng ta sẽ học cái ngày hôm nay đó là cái quỹ có tên là pantera đây là quỹ pantera một trong những cái quỹ hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường các anh chị và họ đã đầu tư vào những cái đồng coi nào ở trên thị trường anh chị em có thể tra nó ở trên con cái cáp đây là cái quỹ uh, Pantera. Đó, cái quỹ Pantera này uh, quan trọng là chúng ta sẽ cập nhật nó như thế nào. Rồi. Uh, anh chị em sẽ thấy là cái quỹ Pantera này là một trong những cái quỹ rất là hay ho các anh chị. Nó hay ho ở chỗ nào? Để tôi có thể mở cho anh chị coi cái uh, uh, cái quỹ này hiện nay nó Đây là cái bảng tập hợp bảng mà có thể nói đúng hơn là cái bảng để phân loại là cái quỹ Pantera này hiện nay nó đang đầu tư vào cái đồng nào và chúng tôi đã chia ra ở nó ở cái nhiều cái sector sector là những cái chuyên mục mà họ đầu tư những phân mục mà họ đầu tư họ đầu tư vào sàn exchange họ đầu tư vào cơ sở tạo ra smart contract họ đầu tư vào payment họ đầu tư vào currency lending về giải pháp mở rộng scaling về share compute hay là về cơ sở hạ tầng infrastructure này hay là gì yeah, derivative là về phái sinh hoặc là về data management thì đây là những cái đồng và chúng tôi tôi sẽ phân tích cho anh chị là dò theo họ cách họ đầu tư thế nào để anh chị em có thể uh, biết được là tại sao họ đầu tư vào những cái mảng này mà tại cái khoản đầu tư họ đã tăng trưởng bao nhiêu trong thời gian vừa qua thì đó là cách mà chúng ta sẽ lần theo dấu cá mập để chúng ta đầu tư anh chị nha đó. Rồi, ok, nào, uh, tiếp tục, tôi cho các anh chị coi đây là cái danh mục đầu tư của Pantera Capital. Uh, hiện nay thì uh, uh, Pantera Capital uh, họ đang đầu tư và tôi đã sort cho các anh chị coi là trong 7 ngày vừa qua cái quỹ đầu tư của họ đã tăng trưởng bao nhiêu phần trăm quỹ đầu tư của họ đã tăng trưởng bao nhiêu phần trăm và đồng nào trong quỹ đầu tư của họ tăng trưởng mạnh nhất đó là đồng uh, Sela Network. Sela Network của Pantera đã đầu tư và trong tuần 7 ngày vừa qua nó tăng trưởng gần như là nhân đôi là 88% và cái Sela Network là tập trung vào cái sector đây là scaling tức là giải pháp mở rộng các bạn, giải pháp mở rộng. Uh, đây là một trong những đồng mà tiềm năng của uh, của gì ạ? và market cap của nó bây giờ là 709 triệu rồi và 24 giờ vừa qua giao dịch là 237 triệu. Solana là một trong những giải pháp rất tốt, giải pháp mở rộng uh, scale, uh, scaling của gì uh, của cái Pantera đầu tư. Và nếu mà nói đúng hơn thì 30 ngày vừa qua tăng trưởng rất là ấn tượng là gì ạ 172%. Và 3 tháng vừa qua đầu tư vào đồng này là đã lời 243% rồi và năm vừa qua thì chính xác là nó đã lời là 2003 tức là gấp 23 lần. Cho nên cái giải pháp mở rộng vẫn là một cái uh, cái cái một cái uh, một cái network, một cái protocol rất tốt để đầu tư và quỹ uh, uh, Pantera Capital đã, đã tập trung vào. Và cái đồng thứ hai trong cái mức tăng trưởng của họ đó là đồng Audio. Anh chị thấy thời gian vừa qua Audio đã huy động uh, được uh, uh, rất nhiều tiền từ các nghệ sĩ trên thế giới kể cả Rihanna. Audio là một cái một cái gì ạ một cái sector nói đến là content creation and distribution tức là giải pháp về giải tạo content và phân phối à, và sắp tới thì cái lượng nghệ sĩ ở Hollywood có thể ứng dụng cái audio này audio này để ạ uh, tăng cường cái giải pháp về cung cấp uh, sản xuất content cũng như kiếm tiền uh, uh, trên cái nền tảng này cho nên audio đã tăng trưởng rất ấn tượng là đã đây cỡ là cái giải pháp mà cái công ty mà đã 1,1 tỷ vốn hóa rồi các anh chị ơi À, trong vòng 7 à, ngày vừa qua tăng trưởng cũng rất tốt 23% Và ai đầu tư vào audio giống như Pantera thì cũng là là kiếm được trong năm vừa qua là 16 lần rồi 1.600 là 16 lần Đấy, được không ạ Và à, Sushi à, khi Anh chị em thấy là Sushi à, Rồi à, OGN Hay là Polkadot Hay là Uniswap Thì cũng là một trong những cái sàn exchange Đây, cái sàn về exchange Đó Uh, decentralized Chain mà pantera đã đầu tư trong những thời điểm đầu uh, anh chị có thể coi cái sector này chủ yếu pantera tập trung vào giải pháp là gì ạ mở rộng này và sàn phi tập trung này chỉ có đồng icon là doanh nghiệp thôi uh, về lending thì uh, uh, pantera cũng đầu tư vào ava này các anh chị uh, thấy không uh, ava đây và đa số là uh, pantera đầu tư vào smart contract platform và decentralized exchange và chỉ có cái đồng uh, gì ạ numerae này là quản lý tài sản Uh, Balancer cũng là decentralized exchange. Rồi cái phái sinh là là này. Rồi uh, lưu trữ file đó là file coi Đồng file coi thì cũng là là Pantera đầu tư. Uh, đó. Compound thì về lending rồi. Uh, rồi lending, lending borrow rồi giải pháp về decentralized exchange, rồi uh, um, Anchor là về gì ạ? Là giải pháp mở rộng này, Share Compute này, rồi là Kaiber. Uh, Kyber một công ty của Việt Nam cũng được uh, Pantera đầu tư. Rồi về lĩnh vực quảng cáo thì có Blast, game thì có D Market, inject, Injective, đó là về cái sàn phái sinh này hoặc là, là sàn decentralized cũng là Dodo hoặc là dạy, uh, smart contract platform là Near. Thì anh chị thấy là uh, rồi game có fan hoặc là giải pháp về uh, scaling là API3 này. Oh my god network cũng là mạng về social media này. Kin này. Đó, FTX là sàn uh, tập trung centralized này. WAP đây là là Uh, Collectable là nói về cái giải pháp về gì à, uh, mạng cho NFT và gaming Với uh, cái mạng uh, WAP này á, là cái uh, Cái platform này á, là một trong những platform rất nổi tiếng Bởi vì có đồng TML ở trên này TML là Islands Work là một trong những cái đồng mà có lượng user active ấn tượng trên cái uh, blockchain WAP này Đó Và một số cái đồng khác Thế thì về chung quy lại á uh, nếu anh chị đầu tư vào theo những biết được lần theo dấu của Pantera đầu tư ấy, thì anh chị em thấy là có những cái giải pháp mà anh chị đã tăng trưởng rất tốt trong vòng một năm vừa qua tức là từ đầu năm đến giờ ấy. ví dụ như đồng xe le đồng audio này kể cả đồng sushi thì cũng nhân 3 đó, OGN nhân 8 à, rồi uh, Pocados là cũng nhân 3 AVE nhân 3 Uniswap nhân 4 à, đó thì anh chị em thấy là chúng ta cũng đầu tư theo cái này thì anh chị cũng kiếm được rất nhiều tiền Thế thì khi mà anh chị thế thì nếu bây giờ anh chị mà muốn lần theo đồng lại hệ cái 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 panterai đầu tư á thì anh chị nên quan tâm ở những cái gì à đây. Cái tiêu chí đầu tư của tôi á là tôi xem từ là trong 30 ngày vừa qua hoặc là tuần vừa qua á, nó chưa có tăng hoặc tăng chưa nhiều. Ví dụ vậy. Á, đây là những đồng mà 30 ngày vừa qua tăng trưởng mạnh nhất là đất Gold này, rồi Rose này, Near này. Đó. Thế thì đó, đây là những đồng tăng trưởng rất nhiều. Thế thì đây là những cái đồng mà trong tháng vừa qua chưa có tăng, chưa có tăng hoặc tăng trưởng rất là thấp. Đó, ví dụ như là OGN này. Tôi bắt đầu coi giá là giá 1.1 thì khá là tốt, giá này giá rất thấp để các anh chị nha. Và tăng trưởng 30 mươi cái qua là chưa có nhiều, tầm 9% thì cái cơ hội vẫn còn có thể tăng trưởng được nữa. Và cái market cap của nó là mới là 390 triệu, volume một một ngày cũng tầm 40 triệu thì à, nếu như anh chị à, có thể à, nhảy vào đầu tư để trade thì anh chị có thể tìm kiếm những cơ hội mà 30 ngày vừa qua nó chưa có tăng trưởng hoặc là gì à, ạ yeah, là nó tăng trưởng rất thấp, rất chậm và giá vẫn còn tốt với vị thế anh chị vào vẫn còn tốt thì anh chị nên cân nhắc đầu tư hoặc là Injective tiệp này. À tại 30 ngày vừa qua chưa tăng này. Giải pháp mở rộng ABI3 à, chưa có tăng trưởng này. Đó. Rồi à, đây đây đó. À, đồng bát này này. À, cũng chưa tăng trưởng trong vòng 30 ngày vừa qua này. đó. thì đây là những cái uh, đồng mà tôi khuyên nghị các anh chị nên quan tâm cân nhắc. đây không phải lời khuyên đầu tư, tôi khuyên các anh chị nên cân nhắc để xem xét uh, nó uh, về việc uh, đầu tư uh, khi mà anh chị muốn theo cái lần theo dấu vết của cá mập là pantera capital để đầu tư ha. thế thì uh, đó là một số cái khuyến nghị của tôi. anh chị nên cân nhắc uh, coi cái con bát này một này. Uhm. thứ hai là api 3 này thứ ba là gì? Injective và OGN này, đó là những cái đồng. Còn Luna ấy thì tăng trưởng rất mạnh rồi. Thế thì anh chị bắt đầu coi á, à, à, tôi cũng lần theo dấu vết của cá mập này tôi đầu tư thì ở trong cái danh mục đầu tư của tôi à, là ở tôi để ở trên CoinGen á, ừ, đây. Thì à, tôi có một cái tài khoản CoinGen và tracker, đây là tracker những cái đồng Tracker của sàn của tôi ở trên Binance và một số ví thì cái, cái coi gen này sẽ truy xuất dữ liệu về và nó cho tôi biết được là hiện nay tôi đang đầu tư vào đồng nào và sở hữu bao nhiêu giá trung bình bao nhiêu đây à, thì anh chị em xem là trong danh mục đầu tư của tôi à, một cái tài khoản thôi à, một cái tài khoản thì nó sẽ à, các bạn sẽ biết là tôi đã đầu tư theo pantera những đồng nào nhé rồi đây tôi đầu tư đồng đốt anh chị em thấy à À, đồng đốt này giá trung bình của tôi mua đốt là 17 và bây giờ là 35 tôi đã lời được nhân đôi à, đồng đốt này cũng đấy anh chị coi đồng đốt cũng là một trong những cái đồng mà uh, Bocados đây nằm trong danh mục đầu tư của gì ạ của pan uh, uh, pantera rồi ngoài đồng đốt ra tôi có đồng nào sushi rồi sushi à, à sushi ha rồi ngoài sushi ra thì tôi có gì ạ à, à sushi ra thì tôi có gì Uh, ngoài sushi uh, rồi uni đây uni uh, tôi có uni uh, Uni cũng là 100 đây sushi và uni đều là một trong những đồng mà là hệ uh, pantera này đầu tư các anh chị nha rồi uh, đó đốt uni sushi là một những cái đồng mà tôi theo hệ uh, pantera này tôi đầu tư À, trước khi anh chị dành quỹ đầu tư lớn thì anh chị phải học theo những cá mập lần thì họ để đầu tư các anh chị nha rồi à, audio này thì tôi bỏ lỡ này đó, uni họ có này đó tôi có đô 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 tôi có à, đô 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 là một trong những cái đồng mà pantera đầu tư thì tôi cũng có đô đô à, đô đô tôi cũng có các anh chị nha à, đô đô tôi vẫn có ok À, rồi để tôi xem là danh mục đầu tư của tôi có uh, tài khoản nào à? À, rồi để tôi xem ok tôi có đô đô tôi có tlm à, rồi để tôi xem tôi có cái đồng nào trong cái uh, hệ thống của họ đầu tư nữa không nào. Um, Ripple tôi có luôn. Ripple tôi đầu tư uh, Ripple theo hệ uh, theo Pantera luôn, Ripple. Ripple tôi có quá đấy chứ, Ripple đây ạ. Rồi, Ripple tôi đầu tư 37.000 đô. À. Rồi, để xem. À, Ripple. À, rồi. À, tôi đu, à, tôi bỏ lỡ à, Ripple có Uni có OK à, Sushi có à, Balancer không Kyber tôi không đầu tư à, BAT có nhưng mà tôi bán rồi ABA tôi không có à, OGN OGN tôi nhớ OGN tôi có OGN à, xem từ OGN à, tôi có đầu tư vào OGN hay không nha à, OGN tôi bán rồi rồi, Injective Terra à, Đốt tôi có Ok à, đó. Xe le Xe le, thử xem tôi còn không à, Xe le network Không anh chị nha Rồi, thế thì à, hiện nay tôi đã đầu tư à, Trong 45 tài sản của Pantera Thì tôi có khoảng 5 đến 7 tài sản giống như à, Pantera anh chị em sẽ coi cái chuỗi live stream của tôi chuỗi video của tôi sẽ thấy là à, cái cách đầu tư của tôi là giống cá mập tôi bơi theo họ và tôi tìm những vị thế tốt để tôi vào lệnh và tôi à, thắng lệnh giống như họ vậy đó đó là cách để anh chị nhân tài khoản lên rất nhiều và anh chị à, à, tránh được rủi ro là anh chị phải bơi theo con cá mập biết họ đầu tư vào đâu là biết họ đang nghĩ và một đội research rất tốt của họ nghiên cứu và tìm kiếm thông tin anh chị chỉ là người phân tích lại và tìm kiếm những cơ hội đầu tư với những vị thế tốt hơn mà thôi đó là lý do tại sao tài khoản của tôi luôn tăng trưởng trong thời điểm mưa bão hoặc dông bão bởi vì sao tôi bơi theo các mập và trong thời gian khoảng À, thời gian sắp tới thì tôi đều phân tích là những cái danh mục đầu tư của tôi bơi theo các mập như thế nào tôi đầu tư vào những cái quỹ đầu tư lớn như thế nào và danh mục đầu tư tôi cũng có thiệt giống như 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 các quỹ đầu tư của họ để anh chị em thấy là tôi đầu tư có cơ sở khoa học phân tích và theo quỹ đầu tư hẳn hoi chứ không phải là đầu tư một cách là theo ông bà tổ tiên hay là theo lệnh trong mơ giống như bà phương hằng báo là trong mơ anh chị đầu tư không phải như vậy anh chị phải có cách đầu tư một cách bài bản để anh chị có thể thắng được trên thị trường này nhé rồi một lần nữa ngày hôm nay tôi chia sẻ cả anh chị về cách tôi follow quỹ đầu tư Pantera để đầu tư như thế nào và tôi chỉ các anh chị 3 4 con mà ngày hôm nay uh, uh, 30 ngày vừa qua nó chưa tăng trưởng và anh chị nên nghiên cứu và tìm vị thế tốt để anh chị đầu tư vào những cái cái đồng đó giống như quỹ đầu tư Pantera này. Một lần nữa thì anh chị nên uh, uh, subscribe kênh uh, YouTube uh, coin Asia cũng như là gì ạ uhm, à, anh chị à, vào cái website là là gì ạ TrucCall Asia để cập nhật những thông tin bổ ích ở trên này nhé anh chị choi vào telegram để nhận những kèo X10 và những X5 ở trong thông tin trong này báo các anh chị nhé và anh chị à, à, vào đó và cập nhật thông tin ở trên thị trường này rồi một lần nữa thì à, chúc cho các anh chị đầu tư thành công hãy follow cái kênh của tôi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích để đầu tư hiệu quả các anh chị nhé một lần nữa tôi là Thông đến từ TrucCall Asia các anh chị sẽ cập nhật thông tin của tôi thường xuyên ở trên YouTube nhé và ở trên Telegram. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.